Công an Bình Dương thông tin vụ người phụ nữ bị cứa cổ trong phòng trọ. Theo Công an Bình Dương, nghi can của vụ án mạng gây rúng động dư luận đã dùng dao tự đâm vào người tại một con đường gần khu vực phát hiện nạn nhân vụ án mạng. Ngày 2 tháng 1, Công an tỉnh Bình Dương thông tin diễn biến mới nhất liên quan vụ thi thể người phụ nữ bị cứa cổ trong phòng trọ. Theo đó, đêm ngày 1 tháng 1, đối tượng Phùng Quốc Thống, sinh năm 1973, quê Cà Mau, đã dùng dao tự đâm vào người tại một con đường gần khu vực nơi phát hiện vụ án mạng. Người dân phát hiện vụ việc nên đã báo cơ quan chức năng đưa Phùng Quốc Thống đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Được mổ cấp cứu kịp thời nên bệnh nhân Thống hiện nay đã qua cơn nguy kịch. Ông Phùng Quốc Thống là nghi can bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Trước đó vào ngày 27 tháng 12 năm 2022, tại một nhà trọ trên địa bàn khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, người dân phát hiện chị PTKN tử vong trong phòng trọ khóa cửa bên ngoài, trên người nạn nhân có nhiều vết thương, vùng cổ có vết cắt rất sâu. Qua xác minh của cơ quan chức năng, ông Phùng Quốc Thống và nạn nhân sống chung với nhau. Tuy nhiên, từ ngày 25 tháng 12 năm 2022, đối tượng Thống bỏ đi khỏi nhà trọ.